chợ này. Hôm nay rảnh đi chợ cái nè. Vậy nhưng hôm nay đông, sao đầu kia đông nhỉ? Ngoan. Chợ, thăm chợ. Đây, hàng quán dẹp bên bên cạnh hết rồi này. Chỗ màu chứ. Ô, lúc nãy thấy đông đông mà nhỉ, lúc nãy đợi nhiều lắm mà giờ hôm nay. À, nó công an họ đuổi à? À thế à? Còn dàn chỗ màu này, chỗ màu dàn này hôm nay nhiều tiền anh? Hả? 500 à? Hàng vẫn thế à? 500-600 à? Đây là chọn rồi. Lâu rồi em giờ mới đi. Chả đi mấy khi đi giờ hơi mất cán. Hai anh em đi thôi. Rồi đây này. Chỗ màu nha. Đấy. Hàng tên hàng dưới. À nó buộc dây là 600 ảnh. À rồi. Còn lại 500. Đấy người ta. Hôm nay đuổi nhà lâu lâu rồi cứ gặp một đoàn kìa, lại thăm chợ. Đấy, chỗ màu này đây, nhìn đẹp này. Tôi ta đứng đây, đầu kia công an đứng rồi. Đây họ cũng đứng ngồi đây cả này. Hôm nay chọn thì mỗi đây thôi, đầu kia họ đuổi đi rồi. Đâu? Đâu, đây là một trồng cao lắm, đấy là họ dọn bớt đi đấy. Dọn bớt đưa vào trong nhà nhỉ. Con nào? Cục di đỏ đấy, 600. Anh tìm được con nào chưa? À được con chọn là thì lúc đấy đuổi đi công an nó đuổi rồi lại phải thu vào tìm không được. Đấy đấy, vào đấy, đấy, đấy vào đấy thử xem sao nào. Ờ cái chọn lại cũng được anh, chọn đây được. Chú màu nhiều nhưng mà giá vẫn chưa, giá vẫn thế nhỉ, không rẻ đi nhỉ. Chú màu này nuôi lâu chưa anh? Bỏ lồng bổi cắt à? Thế à, bổi cắt về à? Tuần à, gần tuần này. Bẫy chắc mình núi xuống nhiều. Con này đẹp này, này. Vừa bê chắc là nó đang sợ. Không, lâu rồi con đi lúc đấy, lâu nơi công an đứng đấy kìa. Chắc là đầu cái chỗ đấy người ta dọn hết rồi còn đâu nhỉ. Để hôm nay đi dạo tí một cái lại chợ lại như này. Nó đi vòng thôi mà. Bởi vì dưới đây là cái đường, hiểu không? Chứ không phải là ví dụ chợ xong để lại khác, đây là ở đường. Đang tận dụng cái đường vắng này các bạn. Cho nên thi thoảng mà lại đến dẹp thôi mà. Chim thì chợ này. 4, 14, 24, 19, 19, 29 đây. Những cái ngày đấy 4 liên quan đến 49 là ngày phiên chợ chính. Đâu, đâu ở đây, đây này. Không phải em ạ, con này nó không ngồi, cái con mà bỏ nó lồng dưới nó ngồi đấy. Để nó test cái thái độ của mấy con trên kia. Con nào? Con dưới của cái dây buộc đầu đấy, đỏ đấy. Con này 500. Bao nhiêu tiền này? Xa này nó nhìn ra đấy. Đó là 400, 500. Cái mạng này nó nuôi, nó nuôi vào vi đẻ luôn, giờ nó nuôi đẻ luôn. Soạn này không thì tí là lại gọi.
xong để gọn đấy trồng lên, từng ô một là trồng lên thành một cái dàn đấy. Em cầm anh cái này đấy, em trồng mua sau đấy rồi à? Mua bao nhiêu? 50 ấy, nhiều đấy. Mua dễ nữa. Đây này, đây là cái cửa hàng ở bên ngoài như này, ngoài cửa hàng này, bên ngoài cổng chợ này. Ngày thường cũng vào đây thích mà mua là vào đây này. Đây là cái con châu màu đấy, trong đấy bao nhiêu anh? À đây à, bạn 350 đến 500 là tùy, 400. Đây bên này rẻ hơn là đây, cái cửa hàng ngoài cửa này. Anh em nào đi mua thì không đúng phiên chính, cứ ra đây mà mua, kể cả phiên chính. Đây là cửa hàng gần như lúc nào cũng có đó. Đấy, ở ngoài cổng nhé. Cái này thì bất kể ngày nào, tháng cũng có, tháng chiều đều ở đây đều bán. Đây là cửa hàng ở cái chợ luôn. Còn trong chợ nó cái chỗ mà lúc nãy công an đấy là buổi sáng ngày là mùng 4, ngày có ngày 4 và ngày 9, 4 9 âm lịch thì đến đây chính lại chợ phụ cũng có, bình thường cũng có ít. Cái chợ này thì thường là vài bảo. Ui trời, con sáo này, đôi sáo này bao tiền này? À chị, anh kìa, anh đôi sáo bao nhiêu? 800 á? À 400, 400 khoảng 500. Ui trời, than con trời, than đây là bao nhiêu anh? Con nhảy đấy 500 á? À con đấy chắc là nuôi lồng rồi nhỉ, 3 tháng, 2 tháng. Đấy, châu bào này, châu bào chắc là rẻ đấy. Châu bào đến đấy bao nhiêu con? Con này 400 à? Đấy bác lấy con đấy, con cuối năm ấy hay đấy, dễ nuôi, con này hot mà. Đấy bác lấy con cuối năm vẫn được ấy. Chọn nhìn cho con cuối năm được, lấy cả cặp cuối năm, lấy cả cặp 400 như mấy cặp rẻ, 450 rẻ thôi, trả 400. Đây là khu ngoài đường này anh em này, công an cũng đuổi họ ra bán ở đây này. Đây các bác mới mua chim. Đây là khu ở ngoài, phía ngoài đường. Đây là khu trên cái dốc đi xuống, gọi là cái dốc ngay đầu dốc Tam Đa đấy. Đây đấy, thấy chưa? Cua bao nhiêu tiền này? 300 á? À đây à? Con nào 3, con nào 250 à? Bên này à? À nhưng mà mái à? Nếu mà mua cả cặp thì gấu này, gấu bậc má à? Gấu nó tướng bổi anh ạ. Tướng bổi có tiền chứ hả? Hơn 2 triệu á? Tắt thế à? Còn chiết thành thì 350 đúng không? 350, còn đi kiểu cứu giống cứu đồng bạc. Con này hot làm sao mà cứu được? Đây nhìn này, đấy thấy chưa? Có nhiều châu màu đó, mấy hỏi rồi nhé. Châu màu đây là 400 này, 350, 400 cũng có này. Đa số bình quân 400, hơn 400. Đây này, 6, 6, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, màu đỏ, màu vàng này nó nói hay.
Đấy vào xem đây, đầy nhiều có mà. Trong chợ công an đang đuổi cả. Đấy, vào chọn thôi. Đây cũng đầy. Không xuống đây dốc có cái quán này cũng đầy mà. Chim thoải mái. Chim đẹp mà, những cái chim di động, quán di động này. Đấy, vào đây. Đây, chim đẹp. Xe vẫn chở giỏi. À, chim di động luôn. Nuôi rồi đây. Chim cu kìa. Cô gái này cũng như 350. Con nơi 250 cũng có. Cô gái rẻ. Dễ cũng dễ chơi mà. Châu màu, nó hot. Chị anh thì biết nó kêu luôn. Đấy là bán cám, bán sâu đầu đầu đường này. Ở trên đầu dốc này. Chỗ này cái quán đầu dốc bán cám chim này. Một cám chim sâu chim vũ chơi chim, nói chung là quán này cho chim hết phụ kiện. Ai nhìn đã biết này, cám này nói sâu đấy và nó sâu có mua rồi này. Mua về nuôi được đây mà các bạn. Mua nuôi được sâu nuôi được mà. Thôi đi, ta đi lại đầu ấy rồi về đấy.